Hai mọi người, hôm nay thì Trúc sẽ mời mọi người ăn một cái món rất là lạ mà Trúc mới vừa khám phá được. Đó là món Bani Puri hay còn gọi là bánh phồng Ấn Độ. Thì đây là những cái bánh phồng mà Trúc đã bỏ cái topping của nó vào rồi nè. Và bây giờ thì Trúc sẽ làm một những cái mới cho mọi người coi ha. Cái bánh Bani Puri này thì nó cũng như những cái bánh phồng khác thôi. Nhưng nó lạ một cái là khi mà chiên lên thì nó sẽ phồng tròn lên như thế này nè các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Và khi mà mình ăn á thì mình sẽ làm vỡ một cái bên của cái bánh cho nó có một cái lỗ ra như vậy nè. Xong rồi sau đó mình bỏ topping vào. Thì topping ở đây á chú có là thịt gà nè, hành tây, rau răm, ớt và cà chua. Thì mọi người thích ăn cái gì mọi người bỏ vào cái đó nha. Mọi người có thể bỏ thêm dưa leo nè, khoai tây rồi tôm chẳng hạn. Đó thì mọi người bỏ vào. Đó, nó sẽ như vậy nè. Nhưng mà còn cái bánh truyền thống của Ấn Độ á, thì Trúc thấy là người ta sẽ nghiền nhuyễn khoai tây, xong rồi người ta trộn với lại một cái ít hành tây và rau mùi cụ thể ở đây là ngò và lá mint, lá bạc hà đó mọi người. Thì Trúc cũng có đã làm một số cái rồi nè. Nó sẽ như vậy nè mọi người. Nhưng mà nhìn nó thì không có được hấp dẫn lắm, bởi vì nó không có cái màu sắc giống như cái topping mà mình đang làm theo kiểu Việt Nam. Thì bây giờ Trúc mời mọi người ăn nha. Để ngon hơn thì mình sẽ có ở đây một miếng sốt me. Sốt me này là mình tự làm. Cái vị của nó giống như sốt me ăn hột vịt lộn. Bây giờ thì mời mọi người nha. Mình sẽ ăn tới đâu mình rưới tới đó nha. Cái bánh này nó chứa cũng được nhiều ở trong đó mọi người. Mời mọi người nha. Ăn cái này phải bỏ nguyên cái vô miệng chứ không có cắn được nha mọi người. Cái bánh mà Trúc mới vừa ăn đó thì nó chẳng khác gì gỏi gà hết. Bởi vì cái topping ở trong đó Trúc làm giống như trộn gỏi gà vậy đó. Thì cái này là bánh phồng ăn kèm gỏi gà thì quá hợp lý rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái bánh phồng Ấn Độ thì nó không có xốp như cái bánh phồng của mình. Mà cái bột của nó cũng đã được tẩm gia vị rồi đó. Nó có cái vị thơm thơm đặc trưng của Ấn Độ lắm. Bây giờ thì mình ăn thử một cái bánh đúng kiểu Ấn Độ. Đó là khoai tây nghiền và với lá mint. Mình có trang trí cái lá mint trên này nữa nè. Mời mọi người. Ai ăn không quen á sẽ thấy cái này không ngon, bởi vì nó đúng cái kiểu Ấn Độ mọi người, làm cái mùi của nó rất là đậm, cái mùi của rau mùi nè, rồi cái mùi của bột ớt, ở trong đây có bột ớt nữa trộn vô với khoai tây á, ăn nó đậm mùi lắm. Nhưng mà nó cũng lạ, giống như ngày xưa mà Trúc đi ăn cái món cà ri mà đúng cà ri của Ấn Độ á, thì cái cà ri á cái mùi nó đậm lắm mọi người sẽ không ăn được nhiều đâu. Có cái lá mint nó thơm nhưng mà trộn vô với trái khoai tây thì cái mùi nó sẽ khó ăn nha mọi người. Nên là nếu như mà mọi người muốn làm dễ ăn và cho các bé nhỏ trong nhà thì mọi người làm topping theo kiểu Việt Nam, bỏ tôm, bỏ thịt, bỏ gà, rồi mấy cái cà rốt, khoai tây, dưa leo, cà chua đồ đó, nói chung là làm đơn giản theo kiểu của Việt Nam thì dễ ăn. Cái bánh Ấn Độ thì mình không có bỏ sốt me vô, bởi vì bỏ sốt me vô nó kỳ lắm. Để cho nó đúng kiểu Ấn đi. Còn sốt me thì mình sẽ bỏ vô đây nè. Mình sẽ bỏ vô cái bánh mà có topping gỏi gà nè. Mời mọi người. Dễ ăn. Nhưng mà cái sốt me này Trúc cảm thấy nó không có đúng với cái bánh này lắm á. Trúc nghĩ cái sốt me này mà ăn hột vịt lộn thì nó hợp hơn. Bởi vì Trúc không có biết làm sốt me theo kiểu khác.
Ngon. Cái bánh cũng dễ thương nữa. Ai mà không biết làm cái sốt me thì có thể mua cái combo là có cả cái bánh với lại cái chai sốt me. Chiên nó phồng lên đẹp lắm mọi người. Nhưng mà mỗi lần chiên mọi người bỏ tầm 4-5 cái thôi, mọi người bỏ nhiều quá vớt không kịp á, là nó sẽ bị đen một bên, nó chút bị nguyên cái mẻ này chút chiên chút đều bị vậy hết. Có vẻ như mình ăn cái topping gỏi gà nó ổn áp hơn ha. Cái đó ngon, còn cái này hơi kỳ. Cái khoai tây á thì ăn nó bình thường rồi, nhưng mà trộn cái rau mùi vô chắc tại kiểu mình ăn không có quen cái vị của cái lá min đó mọi người, lá bạc hà. Mình bỏ vô thì khi mà cái topping á nó vào cái bánh á thì cái nó cũng sẽ làm cho cái bánh nó bớt giòn đi nha, nó sẽ mềm cái bánh lại, nên là mọi người làm liền ăn liền, tranh thủ ăn thì nó mới giòn được. Có những cái chiên ra nó nhỏ thôi mọi người, nhưng có những cái nó phồng lên rất là to. Hy vọng là hôm nay Trúc đã giới thiệu được cho mọi người một cái món ăn ngon lạ nhưng mà cũng không kém phần ngon lành, hấp dẫn. Mọi người thử làm đi, Trúc nghĩ là những cái bánh này nó sẽ rất là hấp dẫn những cái bạn nhỏ. Và đối với người lớn thì cũng là một cái món ăn lạ và được trải nghiệm cái ẩm thực của người Ấn Độ và cái sự độc lạ trong cái bánh Pani Puri này. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và nếu như mà mọi người có muốn mua cái bánh này thì hãy tìm cái tên là bánh phồng Ấn Độ Pani Puri ha. Còn bây giờ thì chúc xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.